Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, cây giống tiên ra đành xin giới thiệu đến quý bà con về cây mít tố nữ đang có ở chỗ tiên nha bà con. Giống mít tố nữ là cây ăn quả có khả năng thích nghi tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh và giống này nó cho ra năng suất cao, mang lại giá trị kinh tế khá là tốt. Về trái của mít tố nữ này có nhiều muối, thơm ngon, hương vị đặc biệt và được rất là nhiều bà con yêu thích. Bên cạnh đó thì giống mít tố nữ mà Tiên đang quay cho bà con xem, cây này là cây ghép nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Nếu mà quý bà con đang quan tâm về giống mít tố nữ này hoặc là những giống cây ăn quả khác, quý bà con hãy gọi về số điện thoại hoặc kết bạn Zalo số điện thoại mà Tiên đã ghi trên màn hình nha, để bên Tiên có thể tư vấn một cách chi tiết và cụ thể nhất cho bà con nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video lần sau nha. Cảm ơn bà con.